Cái gì con? Con đang làm gì á? Con thở bong bóng mẹ ơi. Uống cũng... Hả? À mẹ nhìn, mẹ nhìn. À con uống sữa hết rồi, bây giờ con thở bong bóng con chơi vậy ha con. Con có vui không con? Con vui không con? Sao vậy? Sao vậy? Con thích qua nhà bà đi đâu rồi hả? Nó ý là nó nói là mẹ, mẹ khi mà con ở nhà nè, con phải nói như vậy nè, mẹ ơi, khi mà con qua nhà bà đi Lawrence chơi á thì mẹ nhìn mẹ nè. Jay, look at Jady. Are you looking at me? Jady, can you look at me? Jady, con nhìn mẹ nè. Đúng rồi, đúng rồi, ở là phải xin lỗi, đúng rồi. Nhưng mà con phải nói nè, mẹ ơi. Bỏ cái ống hút ra. Bỏ ống hút ra, nhìn mẹ nè. Jay đi, nhìn mẹ nè, con nói mẹ ơi. Khi con qua nhà bà Dolores, mẹ đừng có kêu con về. Con muốn ở nhà bà chơi. Nhưng mà tới, nhưng mà bây giờ mẹ nói con Jay đi. Are you looking at me? Yeah. Your eyes don't look at me, Jay đi. Are you looking at me? Yeah. I'm right here. Where's mommy? Mẹ đâu? Mẹ đâu con chỉ mẹ coi. Jay đi. Mẹ đâu? Đúng rồi, ờ đúng mẹ ngay chỗ đó rồi. Nhưng mà tại sao con bắt mẹ, con mắt con không có nhìn mẹ? Mommy just boop. But your eyes don't look at me. JD, can you look at me again, please? Con nhìn mẹ lại một lần nữa coi. JD, con nhìn lại mẹ một lần nữa coi cho mẹ coi coi chay. Jay. JD, nhìn mẹ coi. Thôi không chơi chay nữa. Con nghe lời mẹ không? Bây giờ con nhìn mẹ cái coi. JD. Jay, nhìn mẹ. Tại sao con chỉ nhìn mẹ trong khoảng vòng một giây rồi con mắt con lại nhìn đi chỗ khác? Chạy đi. Mẹ đâu? Con chỉ mẹ coi. Where's mommy? Mẹ đâu? Yeah, đúng rồi, mẹ ngay chỗ này nè. Mà tại sao con bắt mẹ con không có nhìn mẹ? Hả? Ừ, con biết thì sao không? Cái hẹn bác sĩ của con á là được hên, là được đổi lại rồi. Em bé Mia good now. Ờ, em bé Mia giỏi phải không? Cái hẹn bác sĩ của con á là đáng lẽ là tới ngày 22 mới được đi. Hẹn bác sĩ mắc á. Nhưng mà hồi chiều này cái cô đó gọi lại cho mẹ là cô nói đó là bác sĩ đó bận ngày đó rồi nên là được dời. Được dời tới ngày 14 này nè. Phải ngày 14 ta, đúng rồi. Dời tới ngày 14 này là con sẽ được đi làm mắt kiến nè. Ok. Chay, con nhìn mẹ coi chay. Đúng rồi, con nhìn vậy là con nhìn đúng đó. Con nhìn vậy là nhìn đúng nè. Mà tại sao con nhìn khi mà con chăm chú con nhìn tới mẹ là con mắt con nhìn chỗ khác? Là lý do làm sao? Hả? Mà khi mà con tập trung vô mẹ là con mắt con nhìn chỗ khác là lý do làm sao? Rồi bây giờ con nói, mẹ nói cho con nghe nè. Nè con. Con ơi, con có đang nghe mẹ nói không? Con lớn lớn lên. Ok, đây là nhà của mình. Nên là mình phải ở nhà của mình. Khi mà con qua nhà bà Dolores chơi á, con chỉ chơi được một chút xíu thôi. Dữ lắm là 2 tiếng đồng hồ thôi là về rồi. Tại vì bà Dolores phải làm công chuyện của bà. Bà phải đi tắm, đi ngủ, đi ăn, đi đồ. Nên là con không có được chơi nhà bà nhiều, hiểu không? Đó, nên là như vậy đó. Bởi vì vậy đó là mẹ mới kêu con về đó. Chứ đâu phải là mẹ không muốn cho con chơi đâu, đúng không? Mẹ thương con nhất trên đời này mà. Mẹ không sao? Mẹ nói, con nói tiếng Việt cho mẹ coi. Mẹ chờ con. Chờ con. Đúng rồi, con đi đâu á? Làm gì vậy? Lấy một khúc gì vậy? Thổi nữa hả? Thổi bằng hai cái luôn hả? Con nói đi, thổi bằng hai cái. Con nói đi, con nói đi. Con nói nè, con nói ống hút. À, giống nhau, đúng rồi, giống nhau. Con nói đi, giống nhau. Không, đúng. Hai cái đủ rồi. Rồi con nói nè, ống hút. Nói lớn lên. Đúng rồi. Có mấy cái ống hút, con đếm cho mẹ coi có mấy cái ống hút. JD, có mấy cái ống hút. Thôi, không, mẹ không thổi đâu. Mẹ đang quay cho cô chú coi sao thổi. Con chay có mấy cái ống hút, con đếm cho mẹ coi có mấy cái ống hút vậy.
Cái áo này là mua ở bên Texas nè, ở NASA ở bên Texas nè cô chú. Tối mà ngủ hả là cái áo này nó sáng lên đèn luôn á cô chú. Trời ơi em bé tóc ngố cái thương. Em bé tóc ngố cái thương quá hồi á. Làm sao? À con đang trộn á hả? Con đang nấu ăn phải không? Giờ con nấu món gì cho mẹ nè? Con nấu french fries cho mẹ hả? Trời. Hả? Hả? Con muốn lấy cái muỗng cho mẹ hả? Trời ơi bây giờ bày ra nè, Nguyễn Thị bày nè. Giờ bày nè. Người bài là đồ lấy muỗng lấy đồ nữa. Bây giờ cái này nó đứng tới rồi nè cô chú nè. Bây giờ nó ưng lại hơn. Đi lấy cái ống. Đâu con nói con lấy muỗng mà tại sao con lấy cái ống lấy ống hút nữa? Hả? Mà tại sao con nói con lại lấy muỗng mà con đi lại con lấy ống hút? Nè cái này là con học từ ai đây? Hồi bữa là con thổi chung với lại A Trì là bây giờ con quen cái vụ này rồi phải không? Không, mẹ không có làm đâu. À bây giờ con có chơi quỉnh tù xì ra cái gì ra cái này với mẹ không? Hả? Có chơi không? Có chơi quỉnh tù xì ra cái gì ra này không? Quỉnh tù xì con chơi đi chơi xì cài sky hôi hả? Rồi con nói đi. Quỉnh tù xì. Ok, quỉnh tù xì đi. Nói đi. Cái này. Ui da, ui da, kịp đâu quá. Rồi con nói con thắng rồi mẹ ơi. Mẹ con thắng rồi. Đúng rồi, con thắng rồi, đúng rồi. Nói cái giọng miền Tây đặc ghét. Rồi quánh tù xì. Chó. Đúng rồi. Rồi, quánh tù xì đi. Quánh tù xì. Mẹ cũng ấm xuống ăn gì. Ông ấm xuống khi. Nói tiếng Việt sao? Nói tiếng Việt. Con hungry, hungry tiếng Việt là gì? Con đói gì? Đói bụng. Đúng rồi, bây giờ mày lấy cho con nha. Lên. Đây mày lấy cho, ngồi xuống. Ok mẹ ơi, đi lên ngồi xuống. Ủa ngồi đó đó hả? Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn ăn. Con muốn ăn cái gì? Này mày lấy cho. Rồi lên đây ngồi ăn. Rồi con ngồi đàng hoàng. Con cảm ơn mẹ ăn sao? Cảm ơn mẹ. Rồi bây giờ con nói cho cô chú nghe. Sức khỏe đó chứ. Rồi chúc mẹ sức khỏe đến ghê ghê hả? Nhưng mà bây giờ con nói cho cô chú nghe coi mẹ tên gì á. Gì chay? Chay. Ngồi vậy đàng hoàng. Giờ có ăn không? Không ăn mẹ ăn. Hả? Giật. Rồi lên này lên ngồi lên. Món ấy quên là cô chú không mà. Ngồi lên ghế mẹ hỏi chuyện đàng hoàng. Lâu quá mẹ chưa hỏi chuyện nè, không biết con. Không biết con còn nhớ không nè, con nói cho mẹ nghe. Ngồi xuống, đó, thấy kỳ ghê. Ngồi không yên luôn á. Đây nè, cái muỗng nè. Rồi con tên gì á? Ngồi đó, thôi không có cho ăn luôn, tem cất luôn. Ngồi dậy đàng hoàng. Ăn uống nghiêm chỉnh ngồi đàng hoàng. Không có ngậm cái đó vô miệng. Ngồi xích vô. Con phải nghe. Thiệt cái chứ kỳ ghê á. Kêu ngồi đàng hoàng. Nó không bao giờ nó ngồi đàng hoàng. Bước lại đằng kia ngồi. Ngồi xếp bằng lại. Con người cho nó điềm tĩnh lại cho mẹ coi. Xếp bằng lại. Mẹ tên gì? Hả? Mẹ tên Quen hả? Sai. Rồi nói lại nè, mẹ tên gì? Okay. I remember it. Baba da da. Tên gì? Mẹ tên Google. Mẹ tên gì? Google. Mẹ tên Google. Google là gì? Google. Is it funny? Anh dành cho cô bư. Khiến nè. Ngồi lên. Này cà rỡn dữ lắm nè. Nó cà rỡn mà nó còn cà giỡn nữa nè. Thôi nó giỡn với ăn đi con. Ngồi vậy mẹ cho ăn đàng hoàng. Rồi nè. Rồi con cảm ơn mẹ.
Cảm ơn mẹ chưa? Kỳ ghê, nó trét vô đồ nó, con nó kỳ dễ sợ không? Con này nó khi mà con có đó con phải nói mẹ ơi, con muốn khăn giấy. Để im đó, để im đó mẹ. Cái gì? Con nói là con mét ba hả? Ừ. Làm sao mét ba? Mét ba is because you're the bad girl. Come in up. Trời ơi. Tụi you're a bad girl. Sao cái gì con cũng mét ba vậy? Mẹ lấy mẹ cho con ăn bánh mà con mét ba hả? Mẹ lấy bánh cho con ăn mà con mét ba hả? Ờ, nhớ nha. Rồi về về sao không cho ăn bánh nữa. Thôi bye bye cô chú nha. Bye bye. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Con chúc cô chú cứ ngủ ngon. Đúng rồi. Sức khỏe đáng ghê. Đúng rồi, sức khỏe đáng ghê ghê nữa, đúng rồi. Bye bye. See next time, Woody. Bậy không à. Ngon rồi. Rồi, cô chú thấy con ăn ngon không? Ăn ngon ngon. Con đang ăn bánh kem sô-cô-la. Ăn bánh kem sô-cô-la. Đúng rồi. Hỏi cô chú ăn, con cô chú ăn không cô chú ơi? Cô chú ăn. Cô chú ăn không? Cô chú ăn. Cô chú ơi. Cô chú ơi. Cô chú ơi. Cô chú ơi, cô ăn. Đúng rồi, phải nói cho cái chữ nó rạch rồi ra chứ không có nói dính cái chữ lại. Thôi ăn đi nha. Enjoy, I love you JD. Enjoy.